Năm cặp đôi ngọt ngào nhất phim Hoa ngữ, Đinh Vũ hề Triệu Lộ Từ dẫn đầu nhưng bạn trai của Nhiệt 30 sốt. Đối với những bộ phim mang hơi hướng ngôn tình dù là cổ trang hay hiện đại, thì chắc chắn độ tương tác ăn ý từ các cặp đôi sẽ là yếu tố quyết định sự thành bại của tác phẩm. Mới đây, netizen xứ Trung đã mở một cuộc bình chọn trên mạng xã hội về phản ứng hóa học sâu đậm mà các cặp đôi màn ảnh đã tạo ra trong nhiều bộ phim đình đám. Và thật không quá ngạc nhiên khi top 5 đều là những cái tên đang chiếm sóng mạng xã hội trong thời gian gần đây. Hạng 1, Đinh Vũ hề Triệu Lộ Từ Trần Thiên Thiên trong lời đồn. Cơn sốt Trần Thiên Thiên trong lời đồn đã đưa hai cái tên Triệu Lộ Từ và Đinh Vũ hề đến gần hơn với khán giả, thậm chí cặp bạn diễn đáng yêu này còn nắm giữ vị trí rất cao trên bảng hot seat suốt thời gian phim lên sóng. Vậy điều gì đã tạo nên sức hút khủng khiếp đó? Đông đảo cư dân mạng đều có cùng một quan điểm, Triệu Lộ Từ Đinh Vũ hề, đích thị là cặp đôi màn ảnh vừa nhây vừa ngọt khi đem đến cho khán giả những thước phim lầy lội vô đối nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Với độ tương tác ăn ý, Trần Thiên Thiên Triệu Lộ Từ và Hàn Thước Đinh Vũ hề đã giành số phiếu áp đảo là 97,780 lượt vote, xứng đáng đứng vị trí top 1 trong bảng xếp hạng những cặp đôi màn ảnh tạo phản ứng hóa học sâu đậm nhất. Hạng 2, Nhậm Gia Luân Đàm Tùng Vận Cầm Ý Chí Hạ. Đầu năm 2020, bộ phim cổ trang Phá Án Cầm Ý Chí Hạ, ngay khi lên sóng đã gây sự chú ý trên mạng xã hội qua diễn xuất siêu đỉnh của cặp đôi Đàm Tùng Vận Nhậm Gia Luân. Cả hai đều được đánh giá là diễn viên thực lực của điện ảnh Hoa ngữ cùng ngoại hình hoàn toàn phù hợp đã vẽ nên câu chuyện tình đáng yêu của Càng Cầm Y Vệ Lục Dịch, Nhậm Gia Luân và nữ bổ khoái viên Kim Hạ Đàm Tùng Vận. Hàng loạt phản ứng hóa học mà cặp đôi tạo ra khiến khán giả phải hú hét không ngừng, đặc biệt là khi soái ca Lục Dịch ngoài lạnh trong ấm thể hiện sự quan tâm đến cô gái bé nhỏ Kim Hạ. Cặp đôi Nhậm Gia Luân Đàm Tùng Vận đã nhận về 76,093 phiếu bầu với vị trí số 2 trong bảng xếp hạng. Hạng 3, Hứa Khải Bạch Lộc Chiêu Diêu. Thật bất ngờ khi cặp đôi Lộ Chiêu Diêu, Bạch Lộc Mặc Thanh Hứa Khải trong bom tấn cổ trang Chiêu Diêu, chém chệ ở vị trí số 3 trong bảng xếp hạng với 71,319 phiếu bầu. Đây là bộ phim đã phát sóng từ đầu năm 2019 và giành được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả, cũng chính là tác phẩm đưa Hứa Khải và Bạch Lộc đến gần nhau hơn với loạt khoảnh khắc ngọt tận răng. Thành, hạng 5, Địch Lệ Nhiệt Ba Trương Hình Dư Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Có thể nói Hạnh Phúc Trong Tầm Tay là dự án phim được đông đảo khán giả mong đợi từ lúc còn thai nghén, nhưng khi lên sóng, cặp đôi chính hoàng cảnh du Địch Lệ Nhiệt Ba lại khiến người xem chán ngán với những màn tương tác nhạt nhẽo. Toàn bộ sự chú ý bất ngờ dồn sang cặp chị em nữ chính Chu Phóng, Địch Lệ Nhiệt Ba và nữ phụ Tấn Thanh Trương Hình Dư với vô vàn phản ứng hóa học mạnh mẽ. Và còn bất ngờ hơn nữa khi Trương Hình Dư đánh bại Hoàng Cảnh Du để nắm tay Địch Lệ Nhiệt Ba, giành vị trí số 5 trong bảng xếp hạng những cặp đôi màn ảnh ăn ý nhất, với 64,871 lượt bình chọn. Bạn có thể chọn nhiều mục, bình chọn của bạn sẽ được công khai. Đinh Vũ hề Triệu Lộ Từ, Nhậm Gia Luân Đàm Tùng Vận, Hứa Khải Bạch Lộc, Trương Vũ Kiếm Ngô Thư Hân, Địch Lệ Nhiệt Ba Trương Hình Dư. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.